Xin chào các bạn, ở trong bài này thì chúng ta sẽ học cách thay đổi độ phân giải của màn hình. Chúng ta có thể thay đổi độ phân giải như sau, chúng ta sẽ bấm chuột phải vào một khoảng trắng ở trên desktop, sau đó chúng ta sẽ bấm vào screen resolution. Sau khi bấm vào screen resolution như vậy thì chúng ta ở trong mục resolution, chúng ta sẽ có thể kéo chọn ở đây. Các bạn có thể chọn 800x600, 1024 x 768. Các bạn lưu ý là có thể các bạn sẽ có cái máy tính có độ phân giải cao hơn hoặc là thấp hơn như thế này thì những cái con số độ phân giải này trông nó sẽ khác đi. Sau khi mà bạn chọn được một cái độ phân giải hay là resolution vừa ý thì chúng ta sẽ bấm phím hoặc là bấm nút applied rồi ok để chúng ta có thể giữ được cái độ phân giải này.